Bé chào tất cả quý cô bác, anh chị em, khán giả của kênh Việt Nam Today. Để cho thân thiện đó, thì tôi xin được mạn phép gọi chung là quý bà con nha. Chỉ còn rất ít ngày nữa thôi, thì chúng ta sẽ bước sang một năm âm lịch mới. Một năm cũ sắp qua đi với biết bao những cái thăng trầm trong cuộc sống. Và có lẽ trong tất cả chúng ta, điều đọng lại lớn nhất là biến cố đại dịch Covid-19 khiến cho cả thế giới phải điêu đứng. Trong đó Việt Nam cũng không ngoại lệ. Tuy nhiên, Việt Nam với sự chỉ đạo sát sao kịp thời của chính phủ, chúng ta đã ngăn chặn được những đợt bùng đại dịch trong thời gian qua. Thật ra thì ngay hiện tại đây, Việt Nam đang trong cơn bùng lên của đợt thứ ba. Tôi và chắc tất cả dân tộc Việt Nam đều tin tưởng rằng với kinh nghiệm của Việt Nam, với sự chỉ đạo của chính phủ, với lòng nhiệt thành của Bộ Y tế, thì đợt bùng thứ ba này chắc cũng sẽ được ngăn chặn sớm. Nhớ lại vào tháng 3 năm 2020, khi mà Việt Nam làm cho thế giới ngưỡng mộ vì thành công ngăn dịch ở cái kỳ bùng thứ nhất. Cảm kích cái việc đó, tôi có viết một ca khúc mang tựa đề là Kiên cường Việt Nam. Bài hát này tôi cũng đã gửi tặng đến quý khán giả. Tuy nhiên, lúc đó là kênh Văn hóa Việt Nam TV và cái bài thu cũng rất là thô sơ, mộc mạc, không có được chất lượng. Thời gian cuối năm 2020 vừa qua thì công ty của chúng tôi cũng giãn việc ra. Các dự án về điện mặt trời cũng hoàn tất. Tôi có nhiều thời gian hơn nên đã đầu tư phối lại cái bài hát này theo hướng là chuyên nghiệp. Nhân mùa xuân này, tôi xin được gửi tặng món quà xuân đến tất cả quý bà con bằng bài hát phiên bản mới này. Bài hát này cũng là một lời kêu gọi, một lời cổ động, một lời hiệu triệu toàn dân tộc hãy đoàn kết, gắn bó, chung tay, đồng lòng tuân thủ tất cả những quy định của chính phủ, của Bộ Y tế để cho cơn bùng phát thứ ba này được sớm ngăn chặn. Bài hát phiên bản mới thì phần nhạc thì được đầu tư theo hướng chuyên nghiệp, nhưng về phần lời, phần ca thì vì tôi muốn là món quà tự tận đáy lòng của tôi nên chính tôi sẽ trình bày bài hát này, thì chắc là cái phần ca sẽ không có được chuyên nghiệp mấy. Nhân dịp đầu năm mới cũng sắp đến, năm con trâu, tôi xin được có lời chúc Tết đến tất cả quý bà con. Kính chúc quý bà con một năm con trâu mạnh mẽ, sức khỏe như trâu, chuyên cần cày sâu cuốc bẫm như trâu, còn tài lộc thì vào với cái trọng lượng gấp bao nhiêu lần con trâu cũng được. Và bây giờ xin gửi đến tất cả quý khán giả Việt Nam Today ca khúc Kiên cường Việt Nam phiên bản mới.
có biết Việt Nam 4.000 năm văn hiến kim cương. Bạn có biết Việt Nam bao trong gai vượt mọi gian khó. Bạn có biết Việt Nam làm ngờ ngàng cả thế giới. Trong cuộc chiến cam go ngăn dịch bệnh hôm nay. Kiên cường Việt Nam bao đêm thức trắng vì dân. Tự hào Việt Nam ý đức sáng ngời trong tim. Kiên cường Việt Nam toàn dân đoàn kết vượt qua. Tự hào Việt Nam cả thế giới ngước nhìn. Sát cánh bên nhau trong yêu thương thân ái dân tộc. Cùng sát cánh bên nhau luôn chung tay đồng lòng vượt khó. Cùng sát cánh bên nhau vì cộng đồng vì thế giới. Cho cuộc chiến hôm nay ngăn dịch bệnh thành công. Kiên cường Việt Nam bao đêm thức trắng vì dân. Tự hào Việt Nam ý đức sáng ngời trong tim. Kiên cường Việt Nam toàn dân đoàn kết vượt qua. Tự hào Việt Nam cả thế giới ngước nhìn. Kiên cường Việt Nam bao đêm thức trắng vì dân. Tự hào Việt Nam ý đức sáng ngời trong tim. Kiên cường Việt Nam toàn dân đoàn kết vượt qua. Tự hào Việt Nam cả thế giới ngước nhìn. Tự hào Việt Nam cả thế giới.